ra ngoài đường á, người ta gọi cháu với bác lại tưởng hai chị em đấy hả? Dạ, sáng nay mẹ em có đưa em 2 triệu để đi mua thuốc ạ. Mày buông ra, không biết. Có thật không ạ? Tại sao cô lại đấy ạ? Cô không nhận ra cô bé à? Đây là ai cháu không biết ạ? Ông ơi, hôm nay ông nhớ về sớm nhá. Trung nó bảo nó đưa người yêu về ra mắt bọn mình đấy. Nhớ về sớm đấy. Mẹ ơi, con về rồi này. Nó về rồi đây này, nó đưa người yêu nó đến rồi. Mẹ. Con. Chào bác ạ. Ôi, bác chào cháu. Dạ. Mời cháu ngồi. À, chưa giới thiệu mà mẹ, giới thiệu mẹ nhá. Đây là người yêu của con, Thư đấy. Mẹ thấy có được không? Cháu xinh quá, mời cháu ngồi. Dạ. Bác đi lấy nước nhé. Ô, mẹ để đấy, mẹ để con vào lấy cho. Ừ, con lấy đi. Ôi. Bác ơi, cháu nghe anh Trung kể về bác nhiều rồi. Hôm nay cháu mới được gặp bác đấy ạ. Công nhận, ở ngoài bác trẻ và đẹp hơn ảnh nhiều lắm đấy ạ. Cháu cứ quá khen, bác già rồi, làm sao mà đẹp được. Bác này, bác có biết không, ra ngoài đường á, người ta gọi cháu với bác lại tưởng hai chị em đấy ạ. Con bé này khéo nịnh quá cơ. Đâu mà, cháu nói thật đấy ạ. Mẹ nói xấu gì con cho người yêu con đấy? Không, anh này. Em đang hỏi mẹ làm thế nào lúc nào cũng trẻ đẹp như này đây này. Làm thế nào á? Đó là hay ăn rau xanh và năng tập thể dục. Có thế thôi ạ? Thế thôi. Này, mẹ anh ấy giỏi giấu bí kíp lắm đấy. Anh Trùng này, anh cứ làm như là mẹ giấu bí kíp thần trưởng không bằng ấy. Nếu mà không giấu gì mà được thế này, cháu quá là phục bác luôn đấy ạ. Chẳng bù cho cháu nhá. Nhìn ăn bao nhiêu để giảm cân mà có giảm được đâu ạ. Bác thấy cháu đẹp mà. Nhưng cháu muốn đẹp nữa thì ngay ngày mai đến đây để đi tập thể dục với bác. Vâng, từ mai cho đến luôn bác nhá. Cháu uống nước đi. Dạ, cháu xin ạ. Cho bác hỏi này, cháu hiện giờ ở đâu và làm việc gì? Cháu ở Ba Đình bác ạ. Hiện tại cháu đang là chủ salon tóc ạ. Wow, trẻ thế này mà đã làm chủ một salon tóc rồi. Thật là tuyệt vời. Trung ơi, hôm nào đưa mẹ đến để bà ấy làm cho mẹ một mái tóc thật đẹp, thật duyên dáng nhá. Nhất định rồi bác ạ. Cháu sẽ làm cho bác một mái tóc đẹp nhất cái Hà Nội đấy luôn. Nhớ nhá. Vâng. Nhớ đấy. Không đẹp là bác bắt đền nhá. Vâng ạ. Nhất trí luôn bác ạ. Thích quá. Không đẹp không lấy tiền đâu ấy. Vâng. Đồ của chị đây ạ. Chị xin. Chị ơi, chị mua ít bánh cho em với ạ. Bé con này, em thấy chị có xích không? Dạ, chị đẹp lắm ạ. Được lắm, lại chị mua đồ cho. Dạ. Thôi, lấy cái này đi. Đây, tiền đây. Em cảm ơn ạ. Chị ơi, chị cho em hỏi cái này với ạ. Nói gì nói nhanh lên, chị bị bận lắm. Dạ, lúc nãy em làm rơi bánh như chị có thấy tiền của em bị rơi không ạ? Tiền nào? À, ý mày nói là tao lấy tiền của mày có đúng không? Dạ, em không dám ạ. Nhưng mà lúc nãy em làm rơi bánh thì nó chỉ rơi ở đây thôi. Không biết chị... Này, ý mày là tao nhặt tiền của mày có đúng không? Hả? Dạ, không, em không dám ạ. Thế mày mất bao nhiêu tiền? Để tao bảo công an tìm cho. Dạ, sáng nay mẹ em có đưa em 2 triệu để đi mua thuốc ạ. Chị có công mà chị giả lại cho em với ạ. Này, mày định lừa tao đúng không? Cái đứa trẻ con như mày, vắt mũi còn chưa sạch. Ai mà ngu, đưa cho mày tận 2 triệu đồng, hả? Không, nhưng mà chị ơi. Chị ơi, chị giả lại cho em với, sáng nay mẹ em có đưa tiền cho em mua thuốc mà chị. Tao không biết. Khoan á. Rõ ràng, ban nãy tôi thì cô cúi xuống nhặt cái gì đấy. Cô nói thật đi. Này, tao làm rơi đồ tao nhặt, liên quan gì đến mày ha? Nếu không có gì, tại sao cô phải vội vàng lấm lét đến thế? Tao chẳng có gì phải lấm lét hết. Cái loại phục vụ như mày ấy,
Mày có tin chỉ cần tao nói một câu thôi, mày bị đuổi quê không hả? Quấy rối khách hàng à? Chị ơi, chị còn lấy tiền mà chị đã vừa trả lại cho em nhỉ? Mày buông ra! Không biết! Đúng là độc ác mà! Em có sao không? Cháu có làm sao không? Trời đất ơi, khổ thân con bé. Ôi, không lo, nín đi, đã có bà đây rồi. Nào, cháu kể cho bà xem nào. Kể cho bà nghe đi, chuyện gì đã xảy ra? Dạ, ngay mẹ cháu có đưa 2 triệu cho cháu đi mua thuốc. Nhưng mà bây giờ cháu lại làm mất mất rồi. Mẹ cháu bị làm sao? Mà tại sao lại đưa cho cháu nhiều tiền thế? Cháu không biết nữa, nhưng mà mỗi lần mua thì lại mất rất là nhiều tiền ạ. Mẹ cháu bị làm sao? Kể cho bà nghe nào, kể rõ nào. Cháu không biết, mẹ cháu chỉ đưa cho cháu một cái đơn thuốc như thế này. Cháu đừng lo, ngày mai đúng 6 giờ cháu có mặt tại đây, bà sẽ bắt cô gái xấu xa đó trả lại tiền cho cháu. Có thật không ạ? Thật. Thôi đi về đi, về khỏi mẹ chờ. Vâng ạ, đi đi. Cháu cảm ơn ạ. Đợi một chút nhá, Hương chị đừng đến rồi mẹ ạ. Dạ bác ạ. Chào cháu. Con xin lỗi, con đợi hơi muộn, tắc đường quá bác ạ. Không sao, cháu đến được đây là tốt rồi. Anh đợi hơi lâu nhá. Em biết rồi mà. Mà hôm nay mẹ định đưa bọn con đi chơi đâu đấy? Mẹ muốn đưa các con đến thăm một người bạn từ hồi học sinh cấp 3. Bác ấy bị ốm nặng. Thế ạ? Sao con chưa nghe bao giờ rồi mẹ nhỉ? Mẹ chưa nói với con là vì hôm qua mẹ mới biết. Đấy, đi thăm bác ấy, tiện thể giới thiệu cô con dâu tương lai luôn. Thế cô ấy bị bệnh nặng không hả bác? Nặng lắm. Ui. Nghe kết luận là ung thư. Ui, thế gia đình này đáng thương thật đấy ạ. Thế cháu phải cho lên Facebook, cho lên đấy để mọi người ủng hộ cho cô ấy mới được. Thế thì tốt quá, cảm ơn cháu. Không có gì đâu ạ. Trung ơi. Dạ. Con đi lấy xe đi, mẹ ở đây đợi anh shipper mang đồ đến. Dạ vâng ạ. Thế anh đi đi, em với mẹ ở đây được rồi. Thì đi em gặp mẹ, đợi con một lúc nhá. Anh ship còn lâu nữa không hả bác? Bác cũng không biết được, bác đang chờ đây. À, mà để con gọi xem. Dạ. Alo. Cháu à, nhanh lên, bác đang đợi đây. Bao giờ thì đến đấy, nhanh lên nhá. Bạn ấy sắp đến rồi. Dạ. À đúng rồi, thuốc của bác. Bác là hết 2 triệu bạc ship. Ôi, thuốc gì mà đắt thế hả bác? Thuốc này là chữa ung thư với cả lại thuốc nhập khẩu cho nên đắt. Ra thế ạ. Cầm lấy cho bác để bác gửi tiền. Dạ vâng ạ. Sao thế bác? Tôi chết rồi. Bác quên tiền ở trên nhà rồi. Đấy. Khổ thế đấy. Nhiều tuổi rồi nó lầm cầm. Đợi bác một tí, bác lên nhà bác lấy tiền. Dạ thôi, để con trả cho ạ. Ấy chết. Ngại chết đi được, ai làm thế. Ui, con có tiền ở đây mà bác. Với cả dù gì mình cũng phát làm người một nhà rồi. Bác còn ngại cái gì nữa ạ? Thôi, lát nữa bác lấy tiền để trả cho cháu sau. Ôi không, bác làm như thế là con giận đấy nhá. Của anh đây. Cảm ơn, cảm ơn bác ạ. Bác cảm ơn nhá. Mà thằng Trung có lâu đến quá nhỉ? Ơ, hình như anh tới rồi kìa bác. Thôi đi, đi thôi ạ. Bác hẹn con gái bác ấy đến đây để lấy thuốc. Bác ấy ốm nên ngại
gặp người lạ cháu ạ. Thôi đi nào, đi. Vậy con gái của cô đã đến đây chưa ạ? Chắc là đến rồi. Đi, đi, đi nhanh lên. Bà chào con. Con chào bà. Bà giữ lời hứa với cháu rồi nhá. Đây là thuốc của mẹ cháu. Bà đã mua chính bằng cái số tiền mà hôm trước cháu đánh rơi đấy. Cháu đưa về cho mẹ uống nhá. Ôi bà đúng là bà tiên rồi. Con cảm ơn bà nhá. Cháu ngoan lắm. Mẹ. Cô không nhận ra cô bé à? Đây là ai cháu không biết ạ. Đến bây giờ mà vẫn không nhận ra lỗi của mình ư? Lỗi gì ạ? Tưởng mình xinh đẹp mà tham lam độc ác. Cô tưởng những việc làm của cô hôm đó tôi không trông thấy sao? Cháu... Cô bé đánh rơi tiền, cô lại cố tình chiếm đoạt. Cô biết rằng cái số tiền đó không có để mua thuốc cho mẹ cô bé thì sẽ chết không? À, cháu... May mà hôm đấy tôi lại nhìn thấy. Em làm gì vậy? Sao em lại làm chuyện đấy? Anh phải nghe em nói đã. Chuyện không phải là như vậy đâu. Anh thật quá thất vọng với em. Cô mau xin lỗi cô bé đi. Cháu... Chị xin lỗi em. Thôi bà ơi, con cảm ơn bà. Bây giờ con phải đi về đây ạ. Con về nhá. Con về cho mẹ uống thuốc nhanh lên. Ừ, chào con. Con ngoan lắm. Tôi nói cho cô biết, sắc đẹp của người phụ nữ không nằm ở vẻ ngoài, cô hiểu không? Mà nằm ở chính nhân cách của họ. Cô là người độc ác, tham lam. Và rất tiếc, cô đã đánh mất chính phẩm chất của mình. Chào cô! Cháu! Anh à! Anh ấy giải thích đã! Anh ấy phải tin em chứ! Bây giờ anh không thể tin em nữa Thư ạ. Với cả anh nghĩ, chúng ta nên chia tay đi. Anh không thể yêu một người vừa tham lam vừa độc ác như em được. Không! Em bỏ tay ra!